là ba que với lại mấy bố mà ba sọc á mấy những mà nó gọi là thần tượng á cái đây vài ngày tôi nói tới là sự thật mà tụi nó chửi tôi trồ nó chửi những cái đứa mà những con nó nói tôi mẹ mày không thích nước mỹ mày bêu xấu nước mỹ thì mày về việt nam mày ở đi tôi đã nói là tôi đã nói bao nhiêu lần đất nước này là đất nước của tao mà tụi bay cứ đòi đuổi tao về việt nam mà bây giờ thí dụ mà việt nam mà nó có mở cửa cho tao về tao cũng về từ sau ông thà tao về bển tao còn vui vẻ được tao còn hưởng được chứ bây giờ bên này cái kiểu này mà cứ bây giờ chỉ trong vòng mới có hai tuần lễ mà vượt dùng dục luôn trên 100 ca 100 000 người bị nhiễm 1.600 gần 1.700 người chết nghĩ đi trong vòng khoảng chừng mà thằng tổng thống Mỹ bây giờ nó nói á, từ đây tới ngày April 12 là có nghĩa là 12 tây tháng 4 này là nó sẽ chắc chắn là sẽ hết việc sẽ qua cơn, sẽ qua cơn uh, gọi là coi như là không còn uh, um, vi khuẩn xâm nhập nữa. Tôi nghĩ là 12 tháng 4 thì đúng, 12 tháng 4 thì có thể chết hết nước Mỹ thì có. <laughs> Nhưng mà giờ mình không thể nào mình làm gì được hết. Bây giờ thí dụ mà có <laughs> xin lỗi. Bây giờ có nhiễm đi nữa, bây giờ các anh chị biết không? Bây giờ các anh chị có nhiễm đi nữa cũng chả làm gì được bệnh viện đâu có chấp nhận anh chị nữa đâu không còn chỗ chứa nữa bác sĩ cũng đâu ấy gì nữa đâu bởi tôi nói việt nam là quá nhân đạo quá tôi nói nha nó thần tượng nó nói tôi đã nói rồi tôi nói người thật việc thực mà tôi nói ra cái đây ba bốn bài trước ba bốn ngày trước tôi đã nói cái bài này rồi thằng mỹ nó không có sửa chữa cho tụi bay nó không còn chỗ nữa càng ngày ông un, ung un lên nó sẽ không còn chỗ nữa tôi nói ao vô tôi nó chửi tôi nó nói tôi là nói xấu nước Mỹ tại sao là như vậy nước Mỹ không có như vậy mà bây giờ đó thấy rõ ràng Việt Nam mình cái là hay cái là được cái đoàn kết dân đoàn kết và cái, cái 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 những cái người mà cái, ở trên nước Mỹ người, người ta biết cái vùng nào cô lập liền cái chỗ đó liền thằng Mỹ nó không có làm kiểu đó thằng Mỹ nó khốn nạn lắm đủ mấy mày cái, cái tao giờ tao có đâu, đâu cần đâu đủ mà tao giờ tao phải lo cho mấy thằng giàu tụi bay dân mà nghèo nghèo đủ mới la máy là chết mẹ tôi quay đi còn ha tôi nói ha ở việt nam ha là súng vô chùm đầu mày không chịu chùm đầu mày lại bắt mày phải đi cô lập liền ra từng khu liền như vậy mới được người ta phải nghe ở người dân cái gì ta nghe với lại cái, là cái gì cũng miễn phí ở bên này bây giờ ha mấy thằng bao quê sọ lẻ cứ nói trời ơi mỹ lo hết các anh chị đừng có lo gì hết mỹ là coi như là nhà nước lo hết đúng rồi lo lo cho mày cái chỗ chết còn không có nữa bây giờ các anh chị nghĩ đi ở bên này trung bình một cái bây giờ các anh chị chết á tôi nói cho anh chị nghe nè thiêu á nếu mà không có bảo hiểm không có không có bảo hiểm hoặc không có tiền á thiêu á thì nó dục vô nó thiêu nó gọi là mình không có người không có income mà tụi mà mà ăn 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 tiền trợ cấp giống như tụi ba que đó tụi mấy bao ba que đó ăn tiền trợ cấp hồi đó giờ thì nó dục vô nó thiêu miễn phí xương ống vậy nó quết nó hút giống như cứt gà vậy nó bỏ vô hũ rồi mày muốn ấy ấy còn không quan tâm còn á, nếu mà các anh chị muốn chôn mà có tiền mà muốn chôn thì cái một chỗ mà mua miếng đất bây giờ bèo bèo phải ba chục đến năm chục ngàn thì tôi tôi nói rồi đối tới ba chục năm chục ngàn á, thì nói tới mấy tụi ba que sổ lá thì suy nghĩ quên chuyện đó đi quên chuyện đó đi làm sao tụi nó có tiền đúng không tôi nói là bây giờ chỉ có một cái một là là sao không? Tôi không trù gì hết, tôi không ghét của những thằng bao em ba mà nó cứ ẩn về. Bây giờ được cái dịch này thì chết bớt đi, thằng mấy thằng già nó chết bớt đi, tự nhiên những thằng già nó trong cái cơ thể của nó yếu mà nó mà ngã dính bệnh vô là cho nó chết bớt đi. Tôi không ác nhưng mà chết bớt đi sao không? Để cho đất nước đỡ phải nghe ồn ào. Từ tôi nói từ thằng chọc, thằng bia ni bất cứ thằng nào quá nó cứ tôi hỏi các anh chị chứ bây giờ nó cứ ẩn nó cứ xuyên tạc nào đó là bây giờ đó là bây giờ nó xuyên tạc về cái vụ, uh, vụ uh, vi khuẩn này vụ xuyên tạc không được tại vì giờ là bác phúc bác nguyễn xuân phúc được đứng lên trên toàn mà nói chuyện trên toàn thế giới bây giờ tôi bao nhiêu nước bây giờ bao nhiêu nước bị nhiễm trên thế giới là 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 đất nước việt nam mà nó hỏi đất nước việt nam mình để cách uh, 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 phòng ngừa và dụng cụ y tế sao thằng Mỹ đâu có được quyền nói đâu các anh chị thằng Mỹ là một thằng coi như là nó rất là giỏi về là ung thư nè à, à, thay ốc thay đầu thay não tôi nói từ thằng BD mà từ thằng đàn ông mà nó chuyển làm đàn bà cũng là sáng kiến từ thằng Mỹ thì ra thì các anh chị cũng biết rồi thay tim chân tay gì nó giỏi nhưng mà chỉ có một cái chuyện này mà nó làm không được là cái chuyện vi khuẩn này Cái này hai ba tuần trời các anh chị thấy không Trời ơi, mẹ trời những cái đài mà những cái trong những cái kênh của tụi mà thằng tân thái với benny với lisa rồi lúc nào cũng vậy ăn 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 việt cộng khốn nạn việt cộng cố thả gì ra để cho việt dân à, bán đất cho trung quốc à, rồi hả để cho dân chết mà không báo cáo rồi lên không lo cho dân rút cuộc lên hơi trời ơi bố mỹ số năm màu anh rút cuộc giờ sau mỹ là người chết đứng đầu trên thế giới mày nhớ không ly hả? hỏa từ trong nhà nước báo ra là ly sa nói là gì cộng nó khốn nạn nó đã duy bỏ thuốc độc đầu thêm nó không lo cho dân nó sẽ chết bao nhiêu mấy trăm người mà không ai lo bây giờ là cộng sản như vậy dũng sản sắp diệt dông rồi bây giờ đây rốt cuộc đổ mà thằng mỹ là thằng bị diệt dông chết trời ơi tao thấy mà tao buồn cười quá người ta nói có một câu một và đừng cười người ta người cười hôm trước hôm sau người cười bây giờ rút cuộc việt nam là số 1 không có bị gì hết không có chết người mày tụi bay nói là ba thằng ê tân thái mày hồi sáng này mày mới vừa nói câu ba, ba 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 việt nam gì cộng là có ba cái vô là vô 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 gì vô đạo đức vô vô gì vô thường vậy đó đó ba cái mà rút cuộc giờ là việt nam cái là thứ nhất là vô gọi là không có người chết là vô là cái một cái vô là mày nói đúng á cái thứ hai á, là không có nhiều người chết là hai cái cái thứ ba là dân người ta vẫn phà phà ha người ta vẫn còn đi làm đồ này nọ thì bởi vậy mày nói đúng lúc ba cái còn cái ba cái mày nói tao thấy buồn cười quá bỏ ra hai ngàn tỷ bây giờ thì người chết không quan tâm về y tá về 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 y tá là không quan tâm thì như vậy nè nếu mà tôi là thằng À, kinh doanh ở bên này, tôi khai thuế mỗi năm, tôi gọi là tôi là dân gọi là à, trung lưu đó là trên chúng mình khá đó, thì tôi sẽ được quyền vô nhà băng tôi nói là tôi lỗ cái lã tôi mượn tiền đầu này nọ, tôi mượn tôi được mười vùi miệng mượn, mượn nó sẽ cho tôi mượn, tôi nó không quan tâm, nó nói bây giờ là trong cái thời gian tôi bị bây giờ là phải có bằng chứng rõ ràng, phải có là tôi nói bây giờ công nhân tôi phải lo cho công nhân tôi mỗi tháng trong 3 tháng nay tôi mỗi mỗi tháng công nhân tôi vẫn làm Giờ tôi vẫn cho công nhân tôi làm thường xuyên Và cái paycheck đó là mỗi tuần là tôi vẫn trả lương cho công nhân tôi Thì tôi vô như vậy tôi có bằng chứng giấy tờ giấy chứng mực gan Thì tôi mới gửi cái giấy tờ giấy tờ đó đưa vô trong nhà băng Thì nó có cái nhà băng đặc biệt đó đó Thì trong vòng 48 tiếng đồng hồ nó duyệt lại Rồi nó sẽ đưa tiền cho tôi thì tôi nói là những thằng bao que đó những thằng mà đứa mà làm neo làm tóc mình xin lỗi vì những người một số người không có không 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 làm neo làm tóc mà không phải là bao que đó thì mình xin lỗi trước nha đừng có chửi chửi đừng có ném đá cho anh đừng có chửi cho anh thì tôi nói những người nào mà những đứa mà làm tiền mặt thì đâu có giấy tờ đâu mà khai thì giống như tiệm neo đồ này nọ giờ không có khai được thì giống như cho anh cho thì làm thầu cho thì làm construction thì làm thầu thì cho hôm nay vẫn cho vẫn đi làm bình thường cho công nhân của tôi vẫn đi làm bình thường các anh chị có hiểu không hồi sáng thì tự vì mình bận tới giờ vẫn đi làm bình thường hôm qua thì mình vẫn đi làm công nhân lại vẫn đi làm bình thường thì cái họ thì cái mình có cái tiền mình trả cho thợ thì cho được quyền cho anh vô cho anh nói trong nhà trong cái đó cho anh mượn tiền thì nó không nó cho mình trong giới hạn nó cho mình giới hạn thì nó sẽ cho mình giới hạn là coi như là tiền lời thì ít nhưng mà nó cho mình thí dụ như tôi đi mượn nhưng mà tôi không có mượn nếu mà tôi đi mượn thì tôi vô tôi nói tôi giấy tờ là có bằng chứng rõ ràng công nhân tao 11 thằng hay 7 thằng vẫn, tao vẫn cho nó đi làm bình thường đây thì đó bằng chứng rõ ràng mỗi ngày nó vẫn đi làm vậy đó điểm A điểm B miễn sao là trong cái cùi cái cùi mà cái cùi mà cùi tiếng Việt nó gọi là cái cùi chắc á là cái 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 tờ giấy mà để viết viết tiền á tôi không biết dịch cho tiếng việt viết tiền là sao cái 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 cùi á cái cùi đó thí dụ như cái tờ đây tôi ghi là uh, trung vũ uh, viết cho trung vũ năm ngàn thì cái cùi bên này nó vẫn còn cái cùi là trung vũ năm ngàn số 1, số 2, cái tờ, cái, cái cái cái, tờ chất nó vậy đó thì tôi đưa vô trong đó thì nó sẽ coi nó sẽ duyệt lại thì nó cho tôi mượn những bây giờ á mỹ nó đổ vô nó làm gì để cho kinh tế nó lên chứ bây giờ nếu mà nó không làm như vậy thì kinh tế 10 năm nữa cũng sẽ còn bị suy thái đó là như vậy bởi vậy tôi nói thằng Mỹ này nó không quan tâm về con người Đó là như vậy, nó không quan tâm về con người Nó nói bây giờ thì mày già thì cũng là cái natural death Thì chết, thì chết tự tự nhiên mày chết Mỗi năm mày chết, mày già tới khi mày già thì mày chết thôi Còn bây giờ bệnh thì nó chữa được, chữa chữa chưa thôi Vậy thôi các anh chị có biết là giờ với lại những người mà Việt Kiều giờ là mà được hồi hương đồ lại mà đã được đem về bên Việt Nam đó. đang ở bên Việt Nam là quá quá hạnh phúc không? Còn những người bây giờ tôi nói thì những người mà có tiền, những người Việt Nam họ có tiền mà, triệu chịu phú là mấy người mà giống như là tiền có tiền mà 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 mà, mà là người dân nhân ở bên này á, người ta sợ lắm, người ta muốn về lắm á, người ta bây giờ không còn chỗ nào hết đó, đâu còn chỗ nào mà mà là an bình giống như bên Việt Nam đâu. Trên thế giới bây giờ là trên thế giới bây giờ là công nhận là cái này là những thằng bao que sỏ lá nó, nó nó nó, nó tuyên truyền thôi nhưng mà cái là tôi nói chắc anh chị nghe bây giờ trên thế giới không còn có chỗ nào mà nó gọi là cái 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 không khí mà nó là tốt tự vì á, thằng trung quốc bây giờ nó cũng đã qua rồi đúng không thằng trung quốc bây giờ cái cái dịch của nó đã qua rồi nó 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 sẵn rồi việt nam mình đã phòng ngừa trước 3 tháng từ trước tháng 12 tới bây giờ việt nam mình đông dịch việt nam mình đã cô lập rồi cách ly rồi rồi đủ hành 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 đủ thứ hết Tôi không biết tôi phải rất là cảm phục. Nhưng hôm qua tôi ngủ được, tôi nằm tôi suy nghĩ, tôi nói những đất nước Việt Nam, tôi thì không phải bưng bồ cộng sản tại vì tôi sống ở Mỹ mà tôi nói rồi. Tôi sống ở Mỹ tôi phải tôn trọng cái quốc gia Mỹ, tôi không ấy. Nhưng mà cái là các anh chị có biết không? Nếu mà tính ra cái đầu là đầu người mà được đang cô lập và đang ở và đang được miễn phí như vậy, đất nước Việt Nam mình sẽ đang bị tốn biết bao nhiêu triệu, bao nhiêu triệu đô la đó. Trung bình mà cô lập mà tiền mà lo như vậy các anh chị đi nghĩ đi bao nhiêu người giống như cơ sở người ta bây giờ phải ngừng lại hết giống như các công an bộ đội người ta đang huấn luyện rồi học sinh đi học rồi bây giờ đuổi học sinh ra khỏi kêu học sinh đi về nhà hoặc là học sinh phải đi ra ngoài để nhường lại cho những anh chị ở Việt Nam để phòng dịch thì các anh chị nghĩ đi thì các anh chị nghĩ đi Việt Nam mình quá tuyệt vời hồi hôm qua tôi nghe tôi coi cái cái uh, trên uh, trên uh, trên, uh, trên CNN nó mày nó miệt thị cái thằng à, tổng thống à, Trump này nó nói Trump là một cái thành một trong cái cuộc họp à, R20 cái cuộc họp mà là cuộc họp đặc biệt mà là Mỹ là một nước cường quốc mà lại không được speech không được được quyền nói mà chỉ có một nước nhỏ ngày xưa các anh chị nghĩ đi hồi xưa trên cái cuộc họp tụi người ta nói chung là người ta coi đất nước, nước Việt Nam mà cái chữ S nó nhỏ xíu à người ta đâu có coi trọng đất nước, nước Việt Nam mình đâu bây giờ trở đi tôi nói thiệt với các anh chị nha các chị ngồi đó đi tự nhiên thôi ta nói á, người ta nói á, ở có đức mặc sức mà ăn. Việt Nam tôi nói á, trong tương lai này qua cái cơn này Việt Nam mình nó sẽ rất là mạnh luôn tự nhiên nếu mà những trên toàn thế giới mà nó suy nghĩ mà nó cứ đi học nó đi học theo kiểu mà Việt Nam bây giờ cho các nước trên thế giới bây giờ đang bị nhiễm giống như thằng Pháp thằng Đức nghĩ thằng Mỹ rồi mỗi thằng phải về hỏi cách cách truyền đạt để để phòng ngừa và cách chữa bệnh sao 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 về học hỏi ở Việt Nam mình thì các anh chị nghĩ đi trong tương lai quá gần nếu mà trong thí dụ như từ đây đến cuối năm hết đi thế giới mà gọi gọi là cái cuộc bà chiến vi khuẩn này mà qua đi thì Việt Nam mình ta nói cái gì cũng vậy bao nhiêu năm chúng ta đã bị chiến tranh rồi trong thời thì thời bình hay gì mà bây giờ gặp cái cái đại hạn này thì thấy đất nước Việt Nam mình thấy đất nước Việt Nam mình á thấy không thấy đất nước Việt Nam mình là giống như làm cái gì cũng miễn phí cho dân hết mà tụi những đứa xuyên tạc, thấy không? Những đứa xuyên tạc thì mình cảm thấy cái chuyện đó thì mình không cần nói nữa. Bao nhiêu triệu dân những nhiều dân Việt Nam ở ngoài nước ngoài, những người mà gọi là giống như là Việt, Việt Kiều đi ra xa xứ, bao nhiêu người cũng đâu có phải giống như những thằng những ba que những thằng mà chuyên môn xuyên tạc đâu, thấy không Bây giờ tôi nói xuyên tạc cho dữ đi, bây giờ giống như mình với tụi nó bây giờ bên nước Mỹ này bây giờ không có đi đâu được hết bây giờ mình đang đứng trên cái dịch thẩm mà tụi nó không biết là cái chết tới chừng nào bây giờ không còn chỗ nữa các chị bệnh viện hồi nãy tôi quay đó không còn chỗ để cho mà mà, mà 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 không còn chỗ để 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 chứa chứa bệnh viện bệnh nhân nữa mày vô yeah, ok mày vô tao khám mày nhẹ nhẹ cho mày hai viên thuốc chứ chích cho vô cho mày vô bao nước biển xong, rồi cho mày đi về, còn thôi đồ mày nặng thì mày ngồi đó, tao thọc ống vô cho mày ấy, còn thôi chết, thiêu.